Quan Lên Vlog vận hạng đeo bám tại Angola vẫn làm điều ý nghĩa, Thủy Tiên gây thương nhớ. Chưa thể về Việt Nam như dự kiến, Quan Lên hiện đang gặp nhiều chuyện không vui tại Angola. Tuy nhiên, nam YouTuber vẫn làm một dự án thiện nguyện cực ý nghĩa tại Việt Nam, Thủy Tiên gây thương nhớ với bộ ảnh Giáng sinh cực xinh đẹp. Sau thời gian dài khai hoang và trồng trọt, trang trại của Quan Lên đã đi vào hoạt động và ngày càng mở rộng quy mô. Bên cạnh việc trồng các loại nông sản thì nam YouTuber còn chăn nuôi thêm dê. Tuy nhiên, làm nông nghiệp chưa bao giờ là dễ dàng bởi còn ảnh hưởng của nhiều yếu tố, nhất là thời tiết. Trong video mới đây trên kênh YouTube cá nhân, Quan Lên buồn bã chia sẻ về việc trang trại bị thiệt hại lớn sau trận mưa bão và các cơ sở vật chất bị ảnh hưởng thì số nông sản cũng có nhiều cây bị đổ rạp, không thể tiếp tục phát triển được. Bên cạnh đó, vì là dịp cuối năm có rất nhiều dự án cần hoàn thành nên việc khắc phục hậu quả đành phải hoãn lại. Cụ thể, phần chuồng để nuôi dê đã bị tốc một nửa mái. Thậm chí gió mạnh và mưa to đến nỗi những chiếc cột trụ cũng bị gãy đổ, khiến Quan Lên khá vất vả trong việc sửa chữa. Về chuồng dê, cái chuồng cũ thì nó tốc một ít, còn chuồng mới thì tốc mất một nửa luôn. Gãy cả rắc luôn, rắc này là mình mua loại rất là dày luôn rồi mà vẫn gãy được, quá là kinh khủng luôn. Mưa to và gió mạnh khiến như kiểu bão ấy các bạn. Mình đang tính cuối năm hoàn thiện cái phần chuồng này. Cỏ lai voi cũng đã lên rất nhiều rồi, sau đó nhập dê cho vào, vậy là được như này. Cái này cần khắc phục mà gần Tết rồi khó lắm, vì mình còn rất nhiều dự định mà chưa thực hiện được. Cột điện cũng gãy hết, không còn cái cột nào luôn, bây giờ cũng phải làm lại điện đường nữa. Dù vậy nhưng Quang Linh vẫn rất lạc quan, anh cho rằng ảnh hưởng của thời tiết thì không thể lường trước được. Mình cứ tích cực vui vẻ mà đón Tết thôi, mất cái này sẽ bù lại cái khác. Dù gặp nhiều chuyện không vui, thế nhưng Quang Linh vẫn làm thêm nhiều điều ý nghĩa cho người dân tại Angola. Trong video, anh hé lộ thêm một dự án trong thời gian sắp tới của anh chính là xây dựng trạm y tế để khám chữa bệnh và phát thuốc miễn phí cho bà con. Đặc biệt, mỗi bản sẽ được nam YouTuber xây dựng hẳn một trạm y tế riêng để tiện cho bà con theo dõi sức khỏe. Theo Quang Linh thì chỉ có sức khỏe mới có tất cả, từ đó mới có thể lao động sản xuất không ngừng cải thiện cuộc sống. Cuối năm này, dự án sắp tới của mình là làm trạm y tế cho tất cả các bản, phân phát thuốc miễn phí và khám bệnh miễn phí cho tất cả bà con trong bản. Đâu đó là khoảng 7-8 bản, tương đương 7-8 cái trạm y tế. Tất cả đều miễn phí để chăm sóc sức khỏe cho bà con. Sức khỏe phải quan trọng đầu tiên, sau đó là đến việc trồng trọt, chăn nuôi. Cách đây không lâu, trang trại của Quang Linh Vlog cũng bị dính lùm xùm về vấn đề mất trộm. Sau nhiều lần mất đồ, cuối cùng Quang Linh đã tìm ra được thủ phạm là quản lý trang trại. Đáng chú ý là người này nhận được sự tin tưởng hết mực của anh. Quang Linh cảm thấy rất buồn và thất vọng vì bị chính anh em thân thiết phản bội. Sau khi Tiến Nguyễn về Việt Nam, Phan Hiện rất mong Quang Linh cũng sớm về. Trước đó, nam YouTuber dự định sẽ về Việt Nam cùng Thùy Tiên thực hiện dự án xây trường học cho trẻ em, nhưng vì còn nhiều công việc nên chưa thể về được. Dù vậy, Quang Linh vẫn dành sự quan tâm đặc biệt cho người thương tại Angola xa xôi. Vào những ngày tháng cuối cùng của năm 2022, Hoa hậu Thùy Tiên, Big Grand International 2021 tất bật với những dự án. Mới đây, người đẹp sinh năm 1998 đăng bộ ảnh mới và tiếp tục gây sốt trong cộng đồng mạng. Trong ảnh, Thùy Tiên mang tới không khí Noel ngập tràn cùng áo thun đỏ và chiếc nón Noel đặc trưng cho đêm Giáng sinh ấm áp. Với tạo hình này, Thùy Tiên sử dụng lối make up trong veo theo phong cách chuẩn hot girl xứ Hàn. Theo đó, đôi mắt long lanh được ekip trau chuốt kỹ càng và kèm theo đó là gò má ửng hồng xinh hết nức. Netizen không khỏi suýt xoa trước nhan sắc xinh đẹp của Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021. Bên cạnh đó, dân tình cũng bất ngờ rếu tên Quang Linh và cho rằng nhìn bộ ảnh này, anh chàng chắc hẳn sẽ rất nhớ nhung và muốn sớm về Việt Nam. Trên trang cá nhân, Quang Linh Vlog cũng gây sốt khi có động thái ủng hộ MV của Thùy Tiên và cho biết lôi con đang rất nhớ cô Tiên. Dù vậy, dân tình vẫn cho rằng người nhớ nhung ở đây thực chất là Quang Linh chứ không phải lôi con. Hiện tại, người hâm mộ đang rất mong chờ Quang Linh có thể về Việt Nam để hội ngộ cùng Thùy Tiên trong dự án thiện nguyện xây trường học cho trẻ em vùng cao sắp tới.